là robot hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn một thử thách vô cùng dễ dàng. Okay, các bạn sẽ phải nhìn hình ảnh. Đọc các cặp đôi không thể tách rời trong tiếng Anh, các bạn sẽ nhìn hình ảnh và các cụm từ và phải đoán nghĩa và nêu ví dụ trong vòng 5S. 5S. Còn lại công nghệ phản bằng công cụ sẽ xuất hiện trước mặt các bạn ngay bây giờ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy nói I'm ready để bắt đầu. I'm ready. Ủa, nhưng mà dịch cái gì đó? Ừ, dịch cả dịch. Hoặc không có gì. Hiểu nghĩa nhưng mà không dịch được ý. Ừ. All or nothing. Gì nhỉ? Không gì cả. Liều ăn nhiều à? Liều. Có thể. Đúng nhỉ? Đúng không? Liều ăn nhiều. Muốn ăn cả, được ăn cả ngã về không à? Được ăn cả ngã về không? Very nice. Ví dụ. He has refused to do anything to prove himself right. It's all or nothing to him now. Bị bầm tím đúng không? Hay là bị bầm tím, bị đánh bầm dập. Đau đớn. Xanh tím, thâm tím. Gì? Xây sẩm bắn bay. Xây sẩm. Xây sẩm đấy là chóng mặt. Chịu đấy. Nghĩa là gì vậy bạn? Ừ đấy, bầm dập mà. Nếu mà nó bầm dập. À, buồn phiền nữa cả. Ví dụ. The motorbike accident last month make me black and blue. Cat and mouse. Dình dập. Ơ. Dình dập. Ghét. Đặt bẫy. À, chị nói trước em. Chả nào. Ghê. Cat and mouse. Paulus has played cat and mouse game for a week to catch a kidnapper. Nice. Body and soul. From the bottom. Body and soul. Từ đầu tới chân. Hết lòng. Một lòng một dạ. Hết sức. Được. Quá chuẩn luôn. Được. Hết lòng hết dạ. She devoted her body and soul to the musical band. Amazing. Down out. Khổ sách áo sản. Ơi, hay thế nhở. Khổ sách áo ôm. Phá sản. Lên voi xuống chó. Lên voi xuống chó. Cái gì nhỉ? Sạt cơ lỡ vận. Hay. Sạt cơ lỡ vận. After a conflict with the boss, he quit job and he become down and out. Lips and bounce. Nhanh. Lips and bounce. Lên xuống. Gập ghềnh, khúc khuỷu. Nhanh như chớp à? Tốc biến. Nhanh đúng không? Nhanh chóng đây. Nhanh chóng, nhanh gọn. Tốc biến. We can see that Blackpink has changed lips and bounce after their single. Life and... Vấn đề sống còn. Sống còn. Life and death, so God, this game is a life and death competition. Sâu rộng. Far and wide. Bao la bát ngát. Sâu rộng. Far. Hiểu biết sâu rộng à? Trải dài. Tầm cỡ. Tầm cỡ. Widespread. The recognition of Blackpink has spread far and wide to many countries.
You know, beyond Asia. Đúng rồi. Lên xuống, lên vào xuống chó. Lên vào... Đúng không? Thăng trầm. Thăng trầm. Thế là lên vào xuống chó gì nữa? Thế là giờ một cái sắc cơ lỡ vậy. Cái kiểu cuộc đời nó thăng trầm đi. Lúc lên lúc xuống. Ừ, thăng trầm sắc. My life is always ups and downs. Cái sắt đá. Cái gì nó kinh hơn búa. Cố gắng. Kinh hơn sự cố gắng. Nỗ lực. Nỗ lực. Nỗ lực. Nỗ lực sắt thép. Phấn đấu. Ừ, phấn đấu. Ý. Gì? Khó nhỉ? Dồn toàn lực. My brother wanted it. Hammers and tongs as soon as he came back from the holiday. Touch and go. Chạm vào đi. Chạm vào đi. Thử. Touch and go. Hình như là giống kiểu trial and error ấy. Đúng không? Liều, không thử liều mình ở không thử sao biết liều thử thử mới biết thử mới biết không chết thôi luôn. Tự giác thôi. Touch and go, ai mà biết được. Ừ. It was touch and go whether we would get to the workshop in time. Okay. Sink or swim. Sống hay chết ạ? À? Sống hay chết. Trả lời ngay. Sing or swim. Sing or swim. Chìm hay nổi. Sing or swim. Tự thân vận động. Okay. Students must sing or swim by their own effort when the exams come close. Chúng hay chưa? Sao nghe nó cứ giống nhau ấy nhỉ? Ờ, có gì nhỉ? Hên xui à? Hay là theo vận may? Ừ, hên xui. Ờ, hên xui không chắc chắn. Hên xui. We arrange a picnic, but the weather will be hit or miss. Ừ, nice. Song and dance. Nhảy múa. Hát hò. Lễ hội. Vui tươi. Party quẩy. Chém gió à? Dấu trá hả? Tự gọi là gì? Biện hộ à? Ờ, biện hộ. Biện hộ. Song and dance. She gave me some song and dance about how busy she is. Yes. Challenge complete. Thử thách đã hoàn thành. Các bạn có biết thêm những cụm từ nào tương tự không nhỉ? Hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng học nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng mình nhé. Mình là Linh. Mình là Jessica. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See you.